cắt amidan con phải kiêng nói 5-7 ngày đúng không ạ? Sau cắt amidan thì trẻ hoàn toàn là không bị kiêng nói, càng nói sớm càng tốt. Trước đây thì sau khi cắt amidan thường là các mẹ hay nghĩ là phải cho con kiêng nói sau mổ, nhưng thực ra đây là một cái quan điểm sai lầm. Cho trẻ nói sớm sau mổ nó giúp cho cái hoạt động các cơ ở trong họng miệng của trẻ, cũng như là tránh cái việc ứ đọng nước bọt vào trong cái hai hốc amidan, nó làm giảm cái bội nhiễm, giúp cho cái việc lành của cái vết thương sau mổ được sẽ được tốt hơn. Hơn nữa thì lại là tránh cái việc táo động quá nhiều trong cái vấn đề sinh hoạt của trẻ, cho nên là nó cũng không gây ra những cái áp lực hoặc là những cái stress căng thẳng cho trẻ sau mổ. Chúng ta chỉ cần lưu ý trẻ là không nên hò hét, nói chuyện với một âm lượng bình thường.